gái ngoại cảm Chi A đã nhìn thấy toàn bộ ký ức ở kiếp trước, cuối cùng cũng nhớ ra rằng cô chính là Chô Dòng ở kiếp trước. Cô đi đến tìm Bo Gum, tìm thấy rồi, sơn thần của tôi có khuôn mặt sáng như mặt trăng. Mặc dù lời nói có ác ý nhưng đôi mắt rất nhân hậu. Sơn thần đã ở lại thế giới loài người hàng trăm năm, cuối cùng cũng đã đợi được người mình yêu. Tuy nhiên anh ấy nói với Chi A, cô sẽ bị trừng phạt nếu tiếp tục dùng đến năng lực của bản thân, đồng thời cho biết những ký ức ở kiếp trước chỉ là quá khứ. Cô nên sống cuộc sống của mình một cách bình yên và suôn sẻ. Có điều Chi A không muốn vậy, bởi vì cô có thể nhìn thấy được nỗi đau ở Bo Gum. Cô muốn ở bên và giúp đỡ Bo Gum. Tuy nhiên Bo Gum lại lạnh lùng từ chối cô, bảo cô ấy sau này đừng đến tìm mình nữa. Đồng thời cậu của Hena sau khi được Bo Gum làm phép đã biến trở lại thành người. Gia đình vui mừng đến phát khóc, nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra trong lời nguyền. Hena và chị gái đã tham khảo nhiều sách cổ xưa để tìm ra nguyên nhân. Hena tình cờ tìm thấy một mảnh giấy, bên trên là lời nguyền của Sơn Thần. Cô ấy không biết nó có ý nghĩa là gì. Sau đó cô đã gọi điện cho Sovon và kể cho anh ấy nghe về điều đó. Cô suy đoán những gì được viết trên đó chắc không có ý nghĩa gì, bởi vì đã là Sơn Thần thì phải giúp ích cho con người. Hena vừa kết thúc cuộc gọi với Sovon thì gặp ngay Bo Gum, người đã đứng chờ đợi cô rất lâu. Lúc này Bo Gum không còn thể hiện mình là một quý ông khiêm tốn nữa. Thật thoải mái khi hẹn hò trong hình dạng con người phải không? Tôi là người đã đặt ra lời nguyền đó. Lời nguyền biến cô thành cún. Hena không dám nghĩ tới lai lịch của Bo Gum, cô sợ hãi và bỏ chạy. Nhưng trong giây tiếp theo Bo Gum đã sử dụng phép thuật. Chị gái vừa bước ra khỏi cửa đã bị biến thành cún. Hena hỏi Bo Gum rốt cuộc là ai. Bo Gum bảo Hena hãy dành thời gian và suy nghĩ cẩn thận. Trước khi rời đi anh cũng nói với Hena, anh đã ở bên cạnh Hena trong một thời gian rất lâu. Sau khi Bo Gum rời đi, chị gái cũng đã trở lại thành người. Nhưng Hena cảm thấy mọi thứ rất lạ, bởi vì lời nói của Bo Gum. Cô ấy bắt đầu xem album ảnh thời thơ ấu của mình. Quả nhiên cô đã nhìn thấy bóng dáng của Bo Gum ở trong một bức ảnh thời thơ ấu. Hena ngay lập tức nhớ lại, lúc đó cô và chị gái đang chơi đùa cùng nhau. Có một ông chú đã đi đến và đưa cho bọn họ đồ ăn nhẹ. Bây giờ cô chắc chắn người đó chính là Bo Gum. Ngày hôm sau Hena kể cho Sovon nghe về điều đó. Cả hai đều cảm thấy rất khó tin, cũng không hiểu tại sao Bo Gum lại làm như thế. Sovon tìm Bo Gum để hỏi rõ vấn đề. Tuy nhiên Bo Gum với vẻ mặt vui tươi nói với anh ấy, hẹn gặp lại nhé nhóc con. Câu nói này khiến Sovon nhớ lại quá khứ. Lúc đó anh ấy đi ra ngoài một mình và gặp một chú cún lớn hung dữ. Thấy chú cún sắp vồ lấy mình, anh sợ hãi nhắm mắt lại. Đột nhiên mọi thứ xung quanh dừng lại. Lúc anh mở mắt ra thì thấy chú cún lớn không dịch chuyển nữa. Một người đàn ông bước tới và nói với anh ấy, hẹn gặp lại nhé nhóc con. Sovon lúc này mới nhận ra Bo Gum đã theo dõi anh và Hena từ khi bọn họ còn nhỏ. Anh chắc chắn Bo Gum có mục đích nào đó. Bo Gum chỉ nói rằng Sovon sẽ sớm hiểu thôi. Mọi thứ càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Hena bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ, biết được cậu mình lại biến thành cún. Cô biết chắc là Bo Gum đã làm điều đó, vì vậy cô đã hỏi Bo Gum tại sao lại đối xử với cô như thế. Không ngờ Bo Gum lại gọi tên cô ở kiếp trước. Hena ngay lập tức quỳ xuống. Ký ức ở kiếp trước hiện lên trong tâm trí cô. Sơn thần chĩa kiếm vào người Hena. Anh ấy nghĩ rằng người hầu của Chô Dòng cũng phải chết theo cô ấy. Sơn thần khi đó chất vấn một cách gay gắt, hỏi Hena phản bội bọn họ là vì đứa bé trong bụng hay là vì người cô yêu. Hena đã không tự vệ, thẳng thắn nói rằng mình không hề luyến tiếc thân xác này, chỉ cầu xin Sơn thần tha cho đứa bé trong bụng của mình. Sơn thần thu hồi kiếm và quyết định để đứa trẻ trả giá cho tội lỗi của cô và ban lời nguyền. Nếu con cháu của cô mà có người yêu và họ hôn nhau thì sẽ biến thành cún. Bọn họ phải chứng minh được tình yêu vượt trội của mình để biến trở lại thành người. Lời nguyền này sẽ được truyền qua nhiều thế hệ. Hena đã chảy nước mắt khi nhớ tới đây, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao lời nguyền lại giáng xuống gia tộc. Lúc này Bo Gum cho cô hai sự lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Nếu muốn xóa bỏ lời nguyền thì ký ức của Sovon phải bị xóa đi. Điều này sẽ khiến Sovon quên đi tình cảm của anh ấy đã dành cho cô. Chọn giải lời nguyền hay chọn tình yêu tùy thuộc vào Hena. Bo Gum cho cô một ngày để suy nghĩ. Sau khi Sovon biết chuyện, anh ấy đã tìm đến Bo Gum. Bo Gum cũng đã nói sẽ xóa bỏ đi những quá khứ ấm áp giữa hai người bọn họ ra khỏi ký ức. Nhưng Sovon nói rằng dù ký ức có bị xóa đi, anh và Hena cũng sẽ lại yêu nhau. Sovon đưa Hena ra biển. Gia đình Hena đã bị lời nguyền ám ảnh qua nhiều thế hệ. Cô ấy không thể ích kỷ nghĩ đến tình yêu giữa hai người. Sovon cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý với sự lựa chọn của Hena, chấp nhận việc Hena sẽ quên đi mình và hứa rằng nhất định sẽ tìm thấy cô. Cả hai đối mặt với nỗi đau sẽ mất nhau, nhưng không biết rằng số phận ở kiếp này chính là nhân quả mà hai người đã gieo trồng ở kiếp trước. Ở kiếp trước Sovon là một công tử, đã yêu phải một nàng hầu. Trong nhiều lần tiếp cận với nhau, hai người đã bí mật yêu nhau. Chô Dòng đã nhiều lần bắt gặp cả hai hẹn hò nhau. Cô ấy cũng đã cố gắng hết sức để tạo cơ hội cho đôi tình nhân trẻ, hy vọng những cặp đôi yêu nhau sẽ đến được với nhau. Cho đến khi mọi chuyện bất ngờ xảy ra với phu quân của Chô Dòng, vì bảo vệ bọn họ mà Sovon đã bị bắt giữ. Sau khi Hena và Chô Dòng ở lại chỗ của Sơn Thần, Hena mỗi ngày luôn cầu nguyện xin Chúa ban phước lành cho Sovon và thai nhi. Đêm đó Chô Dòng hỏi Hena đã đặt tên cho đứa trẻ chưa. Hena đã quyết định nếu là con trai cô ấy sẽ đặt tên như tên của Sovon ở kiếp trước là Suhun, nếu là con gái thì cô sẽ đặt tên là Cho A.
Chu Dong rất mong chờ sự ra đời của đứa trẻ. Cô tin rằng đó sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên rất lâu vẫn chưa thấy có tin tức gì từ Sovon. Hena bắt đầu đi vào làng để tìm tung tích của Sovon. Biết được tin Sovon đang bị bắt giữ, anh ấy từ chối việc tiết lộ tung tích của Hena và Chu Dong nên sẽ bị chặt đầu. Hena đã cầu xin đại nhân, chỉ cần tha mạng cho Sovon, cô sẽ làm bất cứ điều gì ông ta muốn. Thấy đại nhân phớt lờ mình, Hena đã tiết lộ việc Chu Dong đang trốn ở đâu.